Mến chào quý vị thính giả, Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Không biết là ngày hôm nay của quý vị đã trôi qua như thế nào? Trinh hy vọng là quý vị đã có một ngày làm việc, học tập với thật nhiều niềm vui và năng lượng quý vị nhé. Còn tối đến thì hãy dành cho kênh của Trinh một chút thời gian để chúng ta cùng lắng nghe truyện. Tối nay Trinh xin mời quý vị cùng đến với truyện ngắn Chồng cũ ra tù của tác giả Nguyễn Đức và thưa quý vị, truyện ngắn Chồng cũ ra tù cũng chính là phần 2 của bộ truyện lấy chồng cờ bạc mà trước đó trên kênh của Trinh đã đăng rồi. Nếu quý vị nào chưa nghe thì quý vị có thể nhấp vào đường dẫn mà Trinh đã để bên dưới để có thể nghe lại quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, Trinh xin mời quý vị cùng vào nghe truyện. sau khi chồng đánh bạc và đi tù chị chính về nhà bố mẹ ở hẳn ông bà cũng rất thương con thương cháu bố mẹ nào mà chẳng thương con cho được hơn nữa cô con gái của mình sau khi lấy chồng còn phải chịu những khúc mắt trắc trở như thế thì càng đáng được thương đáng được yêu thằng cu minh như hiểu được số phận hoàn cảnh của mình nên ngoan lắm lại rất quấn ông bà ngoại cũng vì thế mà chị chính đỡ lo nghĩ về nó nhiều hơn Tập trung quản lý quán nước của mình Và chạy qua bên nhà kia để dọn dẹp hương khói Thi thoảng chị cũng đưa thằng bé đến thăm bố nó Anh Đức ở trong đó có vẻ lành tính hơn Quan hiền hơn khi ở nhà Cũng béo trắng ra nhiều Chỉ có điều anh ấy trở nên ít nói hơn Trầm lặng đi Mắt lúc nào cũng đượm buồn Sao mà không thay đổi cho được Đang tự do bay nhảy Giờ vào đây, ăn ngủ đúng giờ, lao động công ích, rồi lại quanh quẩn bên bốn bức tường, muốn ăn chẳng có, muốn nói cũng chẳng xong. Còn người ta chỉ biết quý trọng những gì bản thân đã từng có, chứ chẳng bao giờ nhận ra điều ấy khi mọi thứ vẫn đến như một điều hiển nhiên. Anh Đức cũng vậy, anh tiếc những ngày tháng tự do, tiếc chức vụ và công việc ở đơn vị, tiếc một gia đình hạnh phúc, êm ấm, tiếc vợ đẹp tiếc con thơ tiếc cha mẹ khi còn đương khỏe mạnh anh tiếc tiếc nhiều lắm nhưng tiếc thôi thì có làm được gì cuộc đời cũng chẳng có giá như để mà làm lại từ lúc chưa vấp ngã chỉ vì những ham mê rồi tiền tài rồi danh vọng mà anh lại đâm đầu vào con đường này để cuối cùng những thứ bản thân đang có lại trở thành những điều bản thân khao khát muốn có lại một lần nữa nhiều đêm anh khóc Khóc như một đứa trẻ Khóc cho tất cả những gì mình đã đánh rơi Khóc vì nhớ mẹ thương cha Khóc vì trách bản thân sai lầm Nên đám tang của bố cũng chẳng thể về được Khóc vì đứa con thơ thiếu hơi ấm tình thương của bố Khóc cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc Thế là hết, anh chẳng còn gì Tiền bạc, gia đình Còn căn nhà mà ông bà để lại Ít lâu nữa anh ra trại kiểu gì đam chủ nợ cũng sẽ tìm mọi cách để cướp lấy căn nhà, coi như thanh toán số nợ với đông lại các cổ mà chúng tự đặt ra. Thời gian thấm thoát thôi đưa, doán cái đã hơn 6 năm trời, kể từ ngày anh Đức bị bắt. Do cải tạo tốt, anh được mãn hạn sớm. Không cần nói cũng biết anh vui và hạnh phúc đến mức nào, háo hức được về nhà, được nhìn mặt con trai, được gặp lại những người thân thiết nhất của mình. Nhưng anh cũng sợ Sợ phải đối mặt với những chủ nợ của mình Ngày anh ra trại Chẳng một ai đón đưa Cũng chẳng có người thân nào hết cả Âm thầm, lặng lẽ Anh Đức một mình bắt xe về quê Bác tài xế nhà ở cạnh trại giam Chứng kiến nhiều hoàn cảnh giống anh Cũng khá cởi mở Nhiệt tình tâm sự Rồi khuyên dụ anh vài điều từ tận đáy lòng Mãi mê trò chuyện Họ đã đến nơi từ lúc nào Ngay đầu làng anh đã bảo bác tài dừng lại. Đây đây, được rồi bác tài ơi. Dừng ở đây luôn à? Để tôi chở vào tận nhà. Thôi, tôi muốn tự mình đi bộ về, muốn ngắm nghía cảnh vật một chút. Tiền của bác đây, tôi gửi. Thôi được, chúc cậu may mắn, hãy cố gắng sống tử tế nha. Cậu còn trẻ, còn cơ hội làm lại cuộc đời. Cảm ơn bác, chúc bác thượng lộ bình an. Chào bác. Hai người xa lạ nhưng lại thân thiết như hai người bạn tâm giao chỉ sau một quãng đường chẳng quá dài. Anh đã nói với bác ấy những điều mà tưởng rằng sẽ chẳng dám nói với bất kỳ ai. Bác ấy cũng thế, ít nhiều gì anh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, chấp nhận sự thật hiện hữu trước mắt một cách bình tĩnh nhất. Một thân hình quen thuộc lướt ngang ngay trước mắt, một mùi hương mà dù có mấy chục năm nữa anh cũng chẳng thể quên. Người phụ nữ với mái tóc dài được búi gọn gàng thêm thằng nhỏ độ 8 tuổi chạy theo phía sau vừa chạy vừa cười nói vui vẻ anh đức bất giác gọi chín chín là em đó đúng không người phụ nữ nghe gọi tên mình thì quay lại À, anh đức anh về bao giờ sao không báo cho em anh được ân xá sớm chẳng muốn phiền em nên tự bắt xe về dù sao thì khoan nói chuyện đó đã minh ơi ra chào bố đi con bố con mới về đấy Thằng Minh bây giờ đã lớn, nó năm nay đã lên lớp 3. Ngày nào cũng chạy thể dục với mẹ. Nhiều lần nó cũng xin mẹ đi thăm bố, nhưng mẹ nó muốn giấu việc anh Đức bố nó đi tù nên chỉ nói với thằng bé là bố nó công tác ở xa, không đi được. Nó vẫn cứ tin vào điều đó và đợi bố nó trở về. Nhưng ngay lúc này, đứng trước mặt người đàn ông mà trước giờ nó chỉ được thấy trong bức ảnh cưới của bố mẹ nó, thì thằng bé lại ngẩn ngơ, nó thẹn thùng đứng nếp sau chân mẹ Lại đây, lại đây bố ôm cái nào Lại đi, Minh, mạnh mẽ lên con, bố con đấy Thằng bé buông tay khỏi quần mẹ, chạy một mạch đi về phía Đức Tay nó dang rộng ôm chầm lấy bố Rồi nhảy phát lên cặp chân, gan eo anh Nó khóc, anh cũng chẳng khá hơn Hai bố con xa cách gần 7 năm trời Từ khi thằng bé còn nhỏ xíu Giờ thành một cậu nhóc Ngoan ngoãn cao lớn anh thấy thẹn với lòng mình biết nhường nào anh về nhà em tắm rửa thay quần áo rồi mua chút đồ lễ thắp hương cho ông bà nhé nhưng mà nhà anh cứ nghe em đức chẳng nói gì thêm dắt theo thằng minh cả nhà ba người đi về phía nhà chị chính dọc đường bà con hàng xóm trông thấy đức ai nấy đều nhiệt tình hỏi thăm ấy thế nhưng chẳng biết sau lưng họ đang nghĩ gì bàn tán gì về anh bố mẹ chị chính cũng khá bất ngờ vì sự có mặt của đức dù rằng hai người đã ly hôn nhưng họ vẫn coi đức như con cái trong nhà mà đón tiếp nồng hậu dù gì thì trước đây anh cũng đối xử với bố mẹ vợ chẳng đến nỗi nào sau khi tắm rửa thay đồ xong chị chính cũng đã đi chợ về xách theo hoa quả bánh trái hương khói đầy đủ ba người cùng đi xe về ngôi nhà từng đặt của gia đình họ chị chính cẩn thận mở cổng làm anh Đức khá bất ngờ. Em phải vay mượn chạy vậy khắp nơi, mới đủ tiền trả nợ để chuộc lại cái số đỏ căn nhà này đấy. Anh... anh xin lỗi. Anh không cần phải như thế đâu. Đó cũng là trách nhiệm của em, và cũng xem như món quà cuối cùng em tặng anh. Đức lặng đi, anh không biết nói gì cả. Chậm rãi bước vào trong nhà. Mọi thứ vẫn thế, chẳng có gì thay đổi. Chỉ có điều lạnh lẽo và mang nặng nỗi niềm. Anh cầm lấy chìa khóa Lát hai bố con về sau nhé Em sẽ nấu nhiều món mừng anh trở về cảm, cảm ơn em Không chỉ cảm ơn Xuân vậy được đâu Anh phải làm để trả nợ cho em đấy Chị chính cười Rồi bước đi chẳng quay đầu lại Anh Đức thắp một thẻ hương Rồi chia ra làm hai Trên bàn thờ một nửa Hai bố con chắp tay trước ngực Vái lại ông bà tổ tiên Anh bật khóc Nước mắt cứ trào ra nhưng lại chẳng muốn để thằng minh thấy nên phải lao vội đi nuốt tiếng nấc nghẹn vào trong lòng bố mẹ ơi con xin lỗi con đã về con đã về đây con sẽ chẳng đi đâu nữa cả sẽ làm lại trở thành một con người khác để xứng đáng với công ơn dưỡng dục của hai người cũng để làm gương cho thằng minh nó nhìn vào con cũng muốn theo đuổi lại cô ấy người vợ hiền dâu thảo của nhà ta con sẽ chẳng tìm đâu được một người vợ như cô ấy nữa đâu bố mẹ Chờ cho nhang cháy hết Anh cùng thằng Minh Hóa vàng Rồi hai bố con Cùng nhau về nhà ngoại ăn cơm Hôm ấy Chị chính chuẩn bị hết thảy những món anh thích Cá kho Thịt rán Rồi nem cuộn Mới nhìn thấy như thế Mà bụng anh đã sôi lên ủng ụp Gia đình lâu không gặp Có rất nhiều chuyện để nói Từ chuyện học hành của thằng Minh Đến sức khỏe công việc của mọi người Rồi cả những chuyện đã và đang diễn ra trong thời gian mà Đức chẳng có nhà. Anh Đức có rất nhiều thứ để nói, nhưng lại chẳng biết nói gì. Cứ ngồi yên lắng nghe. Anh sợ rằng lỡ lời thì thằng Minh lại biết được tất cả sự thật và mẹ nó đã cố gắng chôn giấu suốt 6-7 năm qua. Sợ cái sự thật rằng bản thân là một kẻ tù tội ảnh hưởng tới cuộc sống của thằng bé. Sau bữa cơm, thằng Minh bị bắt lên phòng học bài để cho ông bà bố mẹ nói chuyện Bây giờ anh Đức mới có thể thoải mái Nói hết tâm sự trong lòng với bố mẹ Và vợ của mình Anh chẳng khóc nữa Dù cuộc đời có đau khổ đến mức nào Anh cũng chẳng thích khóc nữa Dù câu chuyện có bi kịch đến đâu Cô đơn đến đâu đi chăng nữa Thì sự chai sản suốt mấy năm trời Đặng đẵng ngồi trong song sắt đã cướp đi của anh Những thứ cảm xúc tưởng như quá đổi bình thường ấy Anh kể cho mọi người nghe Về đoạn thời gian kinh khủng đó của mình Trong một tâm thế ân hận và chấp nhận mọi thứ. Anh chẳng thể chối từ điều đó, vì dù gì nó cũng là quá khứ của anh, mặc cho nó là một quá khứ đáng quên. Chị chính ngồi lặng lẽ, nghe câu chuyện đó, từng chữ, từng chữ một. Chị cảm thông và cố gắng để thấu hiểu anh. giáp một hớp nước chè đắng ngắt, ngọt hậu. Anh có dự định gì không? Có chứ, dĩ nhiên là có, nhưng mà anh còn đang muốn tính thêm một chút. Bây giờ cuộc sống cũng đã thay đổi nhiều, anh nên tìm hiểu kỹ càng rồi hẳn chọn một công việc cho phù hợp. Anh biết mà, cảm ơn em. Ông bà Sâm thấy hai người nói chuyện dập tâm quá nên rời đi để lại không gian riêng cho họ. Hai người tuy đã chẳng còn là vợ chồng thì cũng không thiếu những thứ cần nói. Người ta có câu, vợ chồng là duyên nợ, tuy họ đã hết duyên, nhưng nợ thì vẫn còn. Cũng vì cái nợ đó mà chị chính đã đứng ra lo hết công việc bên nhà chồng nợ nần của anh đức cũng như nhiều vấn đề liên quan khác cũng chính vì thế mà anh đức cảm thấy biết ơn chị chính rất nhiều tuy chưa thể làm gì để trả ơn cho chị cũng không thể trả nợ ngay nhưng anh thầm hứa với bản thân khi kiếm đủ tiền sẽ ngay lập tức trả lại trên đời này chỉ có nợ ân tình mới khó trả chứ còn tiền bạc thì hai người trò chuyện tâm sự mãi cho tới tận tối muộn thằng minh đã học xong nó muốn đi ngủ Dân lại quấn lấy bố nó chẳng rời nửa bước Dù gì nó cũng thiếu cảm giác có bố bên cạnh Từ bé tới giờ rồi Minh, vào ngủ đi con Muộn rồi Ừ, con muốn ở với bố Ở cái thằng này Mỗi khi mẹ nói Mày có dám cãi bao giờ đâu Thôi, em để nó chơi với anh một lát nữa đi Không được Mai nó còn phải đi học sớm nữa Anh đừng chịu nó quá, nó hư đấy Em đừng khó tính quá Không khó mà được à, Bao năm qua anh có bên nó đâu mà biết Ờ Em xin lỗi Không sao Anh hiểu mà Bố con anh lâu không gặp Hay là để nó về bên nhà kia Ngủ với anh Mai anh chở nó đi học Không được Bố mẹ bảo rồi Nhà lâu không có người Ngủ qua đêm sẽ rất lạnh lẽo Để thằng bé sang bên đó ngủ Sợ nó ốm ra đó thì khổ Vậy à Vậy thôi Anh cũng về luôn đây Em cho nó ngủ đi Có gì anh sẽ gọi cho em sau Bố về mình nhé. Con phải ngoan nghe lời mẹ, bố sẽ qua thăm con thường xuyên. Vâng, con chào bố. Chào anh, anh về nhé. Nhớ đi đường cẩn thận. Anh Đức quay đầu đi, bước đều ra cổng. Cảm giác thoải mái hít thở khí trời lúc tối muộn lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận lại. Anh lên xe, nổ máy rồi tăng ga trở về nhà. Đường từ nhà chính về nhà anh không quá xa đường xá cũng bê tông hóa cả rồi đẹp và dễ đi loáng một cái anh đã đứng trước cái cổng sắt rỉ sét theo thời gian nó nhanh chóng được mở ra đón chào anh là căn nhà rộng thênh thang nhưng lạnh lẽo vắng hơi ấm con người anh cất xe cẩn thận đóng cổng rồi dọn dẹp lại căn phòng của vợ chồng anh trước đây thì thoảng chị chính có qua dọn dẹp nhà cửa nhưng để không chẳng ai ở kiểu gì thì kiểu vẫn bụi bặm hoang tàn đồ đạc xuống cấp nghiêm trọng. Anh nhớ tới bọc túi bóng đen khi nãy trước khi về, chị chính đã để cẩn thận lên xe cho anh. Anh Đức mở ra thì đã thấy bên trong có sẵn một cái chiếu mới và gối cùng tấm chăn mỏng. Chị ấy lo lắng anh sẽ không thể ngủ khi mà chăn chưa ở nhà điều cũ nên đã mua sẵn cho anh. Anh cảm động đến rơi nước mắt trước tấm chân tình ấy. Anh không dám tin rằng sau tất cả mọi chuyện xảy ra với chính mình, chị vẫn luôn nhớ và lo nghĩ cho anh nhiều như thế anh nằm dài trên giường tận hưởng cái cảm giác vô cùng thân thuộc nhưng lại có nét gì đó xa lạ trong trại anh toàn phải ngủ dấu rách đêm hôm lạnh lẽo gió lùa qua những khe cửa thổi vào da thịt lạnh buốt cả tim gan nhiều lúc anh còn chẳng ngủ nổi ngồi co ro vào một góc chịu đựng cái lạnh ấy đến hết đêm sáng ra mắt nhắm mắt mở bước thấp bước cao thần trí chẳng được tỉnh táo lao động không hiệu quả nên bị phạt rồi trong trại luôn có bạn tù không nói cười thì cũng kể lễ vị gia đình vợ con hoàn cảnh hay lý do vào trại chẳng bao giờ có cảnh ngoảnh đi ngoảnh lại ngoảnh tới ngoảnh lui chẳng một bóng người như hiện tại cả rồi những lần bị biệt giam chịu đủ cực khổ hành hạ về cả thể chất lẫn tinh thần tưởng chừng như chỉ vừa mới hôm qua thôi Thế mà thoáng cay đã gần 7 năm trời Cũng chừng ấy năm Anh chẳng thể thắp cho bố mẹ một nén hương Cũng một gói bánh Chẳng được chứng kiến sự lớn khôn Của đứa con trai duy nhất Và cũng là thời gian Anh đánh mất đi nửa kia của đời mình Đó có lẽ là những thứ Mà anh cảm thấy tiếc nuối nhất Anh cứ mãi mê trong biển suy nghĩ Về quá khứ ấy Mà chẳng biết mình đã ngủ thiếp đi từ bao giờ Khi tỉnh lại Trời đã sáng hẳn Anh bước ra khỏi giường Vương vai, vặn mình, vệ sinh cá nhân, rồi bắt tay vào dọn dẹp lại tất cả mọi thứ. Lao chùi nhà cửa, bàn ghế, bỏ đi hết những thứ cũ kỹ mục nát, chỉ để lại những món đồ còn dùng tốt hoặc mang giá trị kỷ niệm. Anh cũng đổ nước ra sân, quét dọn sạch sẽ, cọ rửa hết thảy rêu phong, bám trên các vách nhà, dọc theo các mạch gạch. Cây coi rậm rạp ngoài vườn được vạt bớt, tỉa tót, Mấy cây cảnh cũng to lớn hơn nhiều so với ngày trước. Tán cây um tùm cần được uống nắng lại. Nhưng tạm thời hôm nay, anh chưa có đủ dụng cụ, nên cứ cắt tạm đã. Mai ngày kia, sẽ chỉnh lại sao? Cuối cùng là rửa hết nồi niêu son chảo, bếp nút, thay bình ga, dọn dẹp tủ lạnh, kiểm tra mấy thiết bị điện trong nhà. mày là có chính thì thoảng qua bật hết lên cho chúng hoạt động, chứ không thì sau chừng ấy thời gian đã hỏng hết rồi. Chỉ có hai chiếc quạt điện là sửa thế nào cũng không chạy. Anh thống kê những thứ cần phải mua, ghi lại vào tờ giấy, sau đó phi lên chợ, sắm sửa các thứ rồi đồ ăn thức uống cũng tốn quanh gần nửa số tiền ít ỏi của mình. Về nhà, tiếp tục công cuộc cải tổ và tu sửa mọi thứ trong nhà, quên cả ăn uống. Khi ngẩng đầu lên, đã gần 6 giờ tối bụng bắt đầu biểu tình. Anh cố cưỡng lại, chỉnh nốt mấy cành cây chưa vào trúng quy cũ, rồi dọn dẹp qua, mai làm tiếp. Xong xuôi, anh vào nhà tắm, tắm rửa, rồi kiếm gì đó ăn lót dạ. Nấu nướng thì quá muộn rồi, đành hãm tạm có mì tôm. Đang xì sụp hấp, thì thấy tiếng bước chân từ ngoài cổng vào. Anh Đức ơi, anh có trong nhà không? À, ai, ai đấy? Chị Chính dắt theo thằng Minh bước vào trong nhà, thấy anh đang ngồi ăn mì thì cười nói. Biết ngay là anh sẽ ăn uống qua loa mà. Con chào bố ạ. À. Hai mẹ con đến lúc nào thế? Em vừa đưa thằng bé đi học thêm về, tiện mua chút đồ ăn tới, để hai bố con ăn cùng nhau. Thế mà anh lại nở ăn trước. Hai người nhìn nhau cười, chỉ chính vào bếp hầm nóng lại đồ ăn. Cái lò vi sóng cũ kỹ nhưng vẫn làm việc được. Vài phút sau, hai bố con anh Đức đang ngồi trên bàn với mấy món ngon đang bốc khói nghiền ngút. Em không ăn cùng à? Em ăn ở nhà rồi, còn no lắm. Tầm tuổi này rồi, còn dư eo nữa à? Ý anh là gì? Anh Đức chỉ cười mỉm, quay qua gấp cho mình cái đùi gà nướng. Hai bố con cười tích mắt, cùng nhau ăn uống. Chị chính cũng vui vẻ, đi đi lại lại trong nhà, xem anh Đức đã làm được những gì. Có cần bản thân giúp đỡ gì không? Hôm sau, thằng Minh không phải đi học thêm Nên đêm nay nó được ngủ lại đây với bố Trước khi về Chị còn ngoái đầu lại căng dặn Hai bố con nhiều thứ lắm Chị cũng bảo với anh rằng Trưa mai qua bên nhà chị ấy ăn cơm Sẽ có điều bất ngờ đấy Anh Đức cười lớn Dù chưa biết bất ngờ đó là gì Nhưng anh háo hức tới mức Chẳng thể ngủ nổi Sáng hôm sau Hai bố con thức dậy khá muộn Vệ sinh cá nhân xong xuôi Thì cùng nhau ăn mì dĩ nhiên là mì, món ăn nhanh gọn và tiện lợi nhất lúc này. Chẳng cần nấu gì nhiều mà vẫn ấm bụng được. Thằng Minh ăn có vẻ ngon lành lắm, mặc dù mì gói là một trong những món mà nó ghét nhất. Tuy nhiên được ăn cùng bố thì đối với nó, món nào cũng là mỹ vị nhân gian cả. Xong xuôi, hai bố con cùng nhau dọn dẹp các phòng ốc trong nhà, từ nhà bếp, nhà vệ sinh tới kho. Hết trong nhà thì ra ngoài sân, ngoài vườn, thoáng cái đã hơn 10 giờ trưa anh Đức dục thằng Minh rửa chân tay rồi hai bố con về bên ngoại ăn cơm theo lời dặn của chị chính hôm qua. Vừa tới cổng, anh Đức đã trông thấy một chiếc xe máy lạ dựng ngay giữa sân. Nên cảm có gì đó khác thường, anh bước nhanh vào bên trong, thằng Minh không theo kịp. Chân bước, mồm thì cứ gọi với theo bố nó. Trong nhà, một gã đàn ông lạ mặt ngồi bên cạnh chị chính, cười nói vui vẻ, còn thêm cả những cử chỉ hành động thân mật trên mức bình thường. Máu nóng trong người nổi lên, anh Đức nói với vào bên trong. "Chào bố mẹ, con mới đưa cô Minh về tới." "Được đấy à con, vào đây vào đây." Ban đầu chị Chính còn có vẻ ái ngại, nhưng nhận được sự thúc giục từ hai bên nên chị phải chỉ tay về gã đàn ông lạ mặt kia và giới thiệu. "Giới thiệu với anh Đức, đây là bạn em, anh ấy tên Thành." "Chào anh, Chính có nhắc nhiều về anh với tôi. Anh là bố của cô Minh đúng không?" chào anh đúng vậy nó có ảnh hưởng gì đến cuộc trò chuyện này không nhỉ à không có gì đâu tôi chỉ muốn hỏi để xác nhận lại thôi ừ được minh minh ơi lại bố bảo con dạ bố chào chú thành đi con con chào chú thành hành động của đức giống như muốn khẳng định chủ quyền nhưng có phần hơi yếu ớt gã thành kia chẳng quá quan tâm đến điều đó tiếp tục ngồi uống chè nói chuyện với ông bà sâm thì thoảng liếc nhìn về phía anh Đức bằng ánh mắt khinh khỉnh khó ưa. Hoa ra bữa cơm hôm đó là bữa mà chị chính muốn ra mắt gã thành. Người bạn, người yêu cũng như thông báo với gia đình chị về việc hai người sẽ chính thức tìm hiểu nhau. Mấy năm qua chị một mình cô đơn, chăm sóc cho thằng Minh cũng đã quá đủ rồi. Giờ nó đã lớn, bố ruột cũng đã trở về. Chị muốn tìm cho mình một chút ít hạnh phúc đã mất đó cũng chẳng phải điều gì sai trái. Thằng Minh chẳng đủ lớn để hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nó chỉ vui vẻ vì có nhiều đồ ăn ngon và còn được ngồi bên cạnh bố. Nó cũng không cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người đàn ông. Một người là quá khứ, còn một người là dự định tương lai của mẹ mình. Ông bà Sâm dĩ nhiên không thể phản đối ý muốn này của chị chính. Họ đã sinh ra chị, chứng kiến sự trưởng thành của chị, cho tới khi chị lên xe hoa về nhà chồng rồi tới lúc chồng chị bài bạc dẫn đến tù tội chị đã phải chịu những gì trải qua những gì đau khổ cô đơn và tuyệt vọng tới mức nào họ đều biết đều thấu hiểu chẳng có lý do gì mà ngăn cản chị tìm đến một hạnh phúc mới cho riêng mình cả nơi thật ra thì hai ông bà còn có phần khá ủng hộ là đằng khác sau bữa cơm anh đức xin phép ra về sớm anh chẳng chịu nổi Nhìn người vợ cũ của mình gần gũi Thân thiết với một gã đàn ông xa lạ Anh đi từ bất ngờ Sang thất vọng Rồi tới buồn bã và hụt hẫng. Anh chẳng trách chị Vì sao ư Vì anh chẳng có quyền gì mà trách chị cả Chính anh Do anh đã mê mẩn cái thuốc vui vô bổ kia Mà đánh mất đi hạnh phúc của mình Cả ngày hôm đó Anh chớ yên trong nhà Khi nằm trên giường Khi lại ngồi ngoài sân phì phèo đứa thuốc anh dành toàn bộ tâm trí của mình Để nghĩ về quãng thời gian Mà cả hai còn là vợ chồng Rồi thời gian khi mới quen nhau thế nào Yêu nhau ra sao Rồi tiến tới hôn nhân vui vẻ đến giường nào Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm Anh muốn tranh đấu chứ Muốn giành giật lại tình yêu Dành cho mình chứ Nhưng bây giờ nhìn lại Bản thân mình có gì Trên răng, dưới dép Chẳng nghề ngỗng, chẳng có công việc gì Còn ôm cả đống nợ cần phải trả cho chị chính nữa Anh lấy gì ra để mà cạnh tranh với gã kia Ngẫm nghĩ mãi Anh đã đưa ra quyết định cho mình Duyên phận tại trời Dù có cố đến đâu Mà hết duyên hết phận Thì cũng chẳng có kết quả Điều quan trọng nhất của anh bây giờ Là phải kiếm tiền Dĩ nhiên là những đồng tiền sạch sẽ Sau gần 7 năm trời ngồi sau song sắt Anh đã thấm thía cái kết quả Của việc bài bạc Thắng cũng thế mà thua lại càng thảm hại hơn. Ngày mai anh sẽ làm hồ sơ, rồi đi xin việc, rồi sẽ sống khác, một cuộc sống hoàn toàn khác so với trước đây. Tầm tuổi này, anh biết bản thân không còn phù hợp với những công việc quá nặng nhọc, cũng không thể làm văn phòng vì trình độ chẳng có. Phù hợp nhất bây giờ, có lẽ là mấy nghề kiểu như xe ôm công nghệ hoặc giao hàng gì đó. Nghĩ là làm anh cũng chẳng có điều kiện lựa chọn để mà đắn đo thêm may mắn có người bạn làm quản lý ở kho hàng ngày xưa chơi với nhau khá thân nên nhờ vả cũng dễ chỉ có điều người mới cần khá nhiều thủ tục phải mất gần một tuần để chuẩn bị hồ sơ giấy tờ thời gian đó cũng vừa đủ để anh nghỉ ngơi thăm hỏi họ hàng cho phải phép từ ngày anh về cho tới giờ cũng chưa tới thăm ai nhưng cũng chẳng ai đặt nặng vấn đề đó cả. Họ hiểu cho anh, nhà cửa bề bộn cần dọn dẹp, vợ con cũng cần tâm sự. Họ đưa cho anh rất nhiều lời khuyên, cũng giữ anh ở lại ăn cơm, nhưng anh tự chối khéo, nói rằng mai mùng 1 cần chuẩn bị ít đồ lễ ra thăm ông Lâm bà Nga. Một tuần trôi qua, người bạn đã mang tới cho anh Đức mấy chiếc túi đựng và thẻ nhân viên. Anh có thể bắt đầu đi làm ngay hôm sau. Khỏi nói anh đức mừng đến bực nào cuối cùng anh cũng đã tìm được một công việc phù hợp có thể kiếm tiền trả nợ cho chị chính rồi anh hớn hở phi xe qua nhà chị muốn thông báo một câu nhưng qua tới nơi chỉ có ông bà sâm và thằng minh ở nhà chị chính vừa đi đâu đó với gã thành kia chưa về anh ngồi uống nước kể với bố mẹ vợ rằng mình đã được nhận và ngày mai bắt đầu đi làm họ rất mừng cho anh cũng thật sự vui khi anh đã không còn bê tha như ngày xưa nữa. Anh ngồi thêm một lúc nữa thì xin phép ra về. Thằng Minh còn quấn bố lắm. Nhưng anh phải nghỉ sớm, mai còn đi làm nên cũng không thể nán lại thêm nữa. Vừa dắt xe tới cổng thì gặp thành chở chính vị trên chiếc SH mới tình. À kìa, anh Đức, anh tới lúc nào sao không nói cho em biết? Anh đến được một lúc rồi, giờ anh phải về thôi. Mai anh có việc cần làm. Anh vào nhà uống nước đã. Thôi anh về đây Chào hai người Anh Đức quay mặt đi thẳng Không phải anh tỏ ra lạnh lùng Mà là vì bản thân thấy ái ngại Cũng tự ti Chẳng biết nói gì nữa Nên kiếm lý do rời đi Là một thằng đàn ông Anh biết nếu chị chính chọn cả thành kia Thì chị ấy sẽ được hạnh phúc Anh về nhà Nằm lên giường Cố gắng nhắm mắt để ngủ một giấc Nhưng những đoạn ký ức mơ mơ hù hù Lại cứ hiện lên trong đầu anh Cảm giác vừa nhắm mắt Trời đã sáng Anh Đức mệt mỏi vệ sinh cá nhân Rồi bắt đầu đến chỗ làm Công việc không quá phức tạp Anh được giao cho Giao hàng ở quanh một khu gồm năm thôn Trong đó có thôn của nhà chị chính Thế cũng hay Anh càng có nhiều cơ hội qua thăm thằng Minh nhiều hơn Ngày hôm ấy Đơn cũng không quá nhiều Khoảng hơn 100 đơn Nhưng kinh nghiệm chưa có Anh chưa thể sắp xếp Hàng hóa theo thứ tự các nhà Theo hàng thôn sao cho thuận lợi nhất Thành ra cứ phòng đi phòng lại Tốn khá nhiều thời gian Anh Đức cũng không muốn để hàng lại mai giao nốt Nên mãi tới gần 9 giờ tối Hàng mới được giao xong Lết cái thân hình mệt mỏi về nhà Dài tạm cái bánh mì khô khóc Dài nhách Tu ừng ực cốc nước lọc Cho thỏa cơn khát Vừa nhắn tin báo tình hình với người bạn Cảm ơn cậu ta vì công việc này hẹn cậu ta khi nào có lương sẽ đãi một bữa ra trò. Những ngày tiếp theo, công việc suôn sẻ hơn, anh bắt đầu quen đường nhớ lối, cũng biết sắp xếp giao ở đâu trước, chỗ nào sao cho thuận tiện. Những ngày cao điểm, anh giao tới hơn 200 đơn lớn nhỏ đủ cả. Chừng ấy đơn, anh phải mất tận 3 lần vòng đi vòng lại chỗ nhận hàng. Nhưng cái công việc này càng làm nhiều, càng hưởng nhiều, nên anh thấy cũng khá thoải mái. Chỉ có điều, thời gian giao hàng chủ yếu sẽ là giờ cơm của mỗi nhà. Vì giờ đó hầu như sẽ gặp được người đặt hàng, chứ không phải chờ đợi nhiều, cho nên việc ăn uống của anh thớt thường, qua loa, bánh mì, xôi hay vài thứ lặt vặt trở thành những bữa chống đói của anh. Bất kể ngày mưa, ngày nắng, anh vẫn cố gắng làm, làm và làm. Ngày mới về, làm gì có phương tiện đi lại, xe cộ trong nhà ngày xưa đều bị người ta siết nợ hết. Thôi thì được tới đâu hay tới đó, anh cứ phải đầu tư vào cần câu cơm của mình đã, rồi sẽ tiết kiệm trả nợ sau. Sau hai tháng đi làm, anh đã tiết kiệm được một ít vốn, mua chiếc xe mới, mang trả con xe đang đi cho chị chính. Suốt thời gian ấy, anh Đức cũng thường xuyên ghé qua thăm thần Minh, nói chuyện tâm sự với nó, dạy nó học, dạy nó vài kỹ năng cơ bản, mua cho nó thêm vài quyển sách dụng cụ học tập Chị chính cũng rất vui Khi thấy anh đã trở về Là anh của ngày xưa Một người thật thà, mộc mạc, chân thành Chỉ có điều da anh sạm đen đi nhiều Người cũng gầy hẳn đi Chị nhận lại chiếc xe Ánh mắt dõi theo từng bước chân của người Mà bản thân từng hết mực yêu thương Có điều giữa hai người bây giờ Đã có một vị thế hoàn toàn khác Nửa năm sau ngày ra trại anh Đức đã dần trở thành nhân viên giao hàng ưu tú. Số đơn của anh luôn vượt trội so với những người đồng nghiệp. Anh cũng tiết kiệm được một món, dự định sẽ mang qua trả bớt nợ cho chị chính. Sau khi nhật lương tháng đó, cùng với toàn bộ số tiền tiết kiệm, anh hớn hở chạy đi mua một con gà trong thiến cùng với rau cỏ và con cá chép to, vui vẻ mang qua thăm mẹ con thằng Minh. Anh gọi cổng, bà xăm ra mở cửa. Ồ, Đức đây à con, khoa đi chơi à? Vâng, con mang cho mẹ con gà với con cá, mẹ thịt giúp con. Khoa chơi với ông bà với thằng Minh là được rồi. Ngoài vườn đầy gà, tội gì phải mua cho tốn kém. Hai người vui vẻ vào trong nhà. Ông Sâm đang ngồi trên ghế ngoài phòng khách. Rít điếu thuốc lào thật kêu, rồi nhả ra làn khói mờ ảo. Mắt lờ đờ, tận hưởng. Anh chào bố, rồi cùng bà Sâm xuống bếp, chuẩn bị đợi chị Chính và thằng Minh về. Dù ông bà Sam đều biết Chính đã có mối quan hệ với Thành, nhưng dù gì thì Đức cũng từng là con rể của ông bà, nên cứ giữ vậy cách xưng hô, mà cũng chẳng ghét bỏ anh, vẫn xem anh như con cái trong nhà. Bà Sam gọi điện dục con gái. Chính à con, nay Đức nó qua thăm thằng Minh, con thu xếp về sớm ăn cơm nha. Alo, mẹ, con hơi bận một chút, quán đông khách quá, Mẹ đón cô Minh hộ con nhé. Khi nào về được, con về sau mẹ nhé. Bố mẹ với anh ấy con trước đi ạ. À? Ờ, à, cái con bé này. Anh Đức lên tiếng giải vây. Không sao đâu mẹ. Chắc là cô ấy còn bận nhiều việc. Hay là để con đi đón thằng Minh. Mẹ giúp con làm nốt chỗ này được không? Ừ, con cứ đi đón thằng bé đi. Nó cũng sắp tan học rồi đấy. Còn bấy nhiêu, mẹ chỉ làm loáng cái là xong thôi. Vâng, thế mẹ hộ con nốt, con đi đón cháu. Anh Đức dắt xe ra cổng Rồi đi thẳng về phía trường của thằng Minh Thằng bé đã 8 tuổi Ngày xưa độ này là biết đạp xe đi học rồi Nhưng bây giờ do lo lắng Cho nên chị chính nhất quyết Không để nó tự đạp xe tới trường Ngày ngày đưa đi Đón về Anh vừa mới dừng xe ở cổng trường Cũng là lúc mà tiếng trống vang lên Đám trẻ trong từng ô lớp học ùa ra sân Mặt đứa nào đứa nấy mừng rỡ Vì được nghỉ sau một buổi học tập căng thẳng Giữa cây đám đông hỗn loạn, cả phụ huynh lẫn học sinh, anh Đức vẫn dễ dàng nhận ra thằng Minh, giờ tay cao vẫy gọi. Minh, Minh ơi, bố đây này. a à, bố. Thằng bé chạy tới ôm ấp bố nó thấm thiết. Hai người dắt nhau đi ăn mấy thứ đồ linh tinh mà thằng bé thích. Điều mà trước đó, chị chính luôn cấm nó vì sợ bẩn, sợ hóa chất độc hại, ảnh hưởng tới sức khỏe của nó. Cho nên thằng bé trở nên tò mò với mọi thứ, mà nó chưa tiếp xúc bao giờ. Bố con anh Đức, sách theo đống đồ ăn vặt, cùng nhau trở về nhà. Anh muốn chạy ra quán nước ngày xưa, vợ chồng anh chung tay mở, xem chị chính đã giải quyết xong việc khó khăn khi nãy chưa, để rủ về nhà cùng ăn cơm cho xom tủ. Nào ngờ, khi qua ngã tư có đèn xanh đèn đỏ, một chiếc xe chở container mất lái, lao qua đó, anh Đức giật mình, chẳng kịp né, chỉ vội ôm chậm lấy đứa con trai, anh muốn dùng hết sức lực của mình để bảo vệ cho nó. Lái xe container bẻ lái kịp, không tông trực diện về phía những người chờ đèn đỏ ở đường đối diện, mà lạng tay lái cố tình lao xuống vệ đường và dừng lại ngay lúc ấy. May mắn không có thiệt hại về người, nhưng đuôi xe đập quá mạnh về phía hai bố con, khiến chiếc xe máy mới của anh Đức bị móp méo nghiêm trọng. Anh Đức văng ra mấy mét rồi ôm chân kêu gào đau đớn. Thằng Minh chỉ bị say sát nhẹ bệnh viện muốn báo cho người nhà anh đức bất lực đành để họ gọi cho chị chính may mà chị ấy cũng tiện đường nên ngay lập tức có mặt anh đức gãy chân cùng hai cái xương sườn bên phải cũng may mà mấy đoạn xương gãy không làm tổn thương tới nội tạng bên trong nếu không thì có thuốc tiên cũng chẳng chữa được thằng minh không sao cả lúc mẹ nó đến thì thằng bé đang ngồi bên ngoài phòng cấp cứu với một cô y tá Chị Chính vừa đến đã lao tới sợ sợ nắng nắng, bóp bóp, kiểm tra thằng con trai. Con có sao không Minh? Con có làm sao không? Con không sao, chỉ hơi đau chân một chút thôi. đầu con có đau không? Có thấy khó chịu chỗ nào thì bảo với mẹ nhớ chưa? Vâng, chỉ có bố con là nặng thôi. Người ta quấn chân bố lại, làm gì ấy mẹ ạ? À? Được rồi, ngoan, đợi lát nữa mẹ sẽ dẫn Minh đi thăm bố. Con phải yên lặng và đợi bố ra đây nghe chưa? vâng ạ à. hai mẹ con ngồi chờ đợi tin của anh đức thì có mấy anh công an dẫn theo người lái xe container khi nãy tới anh ta đến để xin lỗi gia đình và nhận mọi trách nhiệm về mình chỉ mong gia đình có thể đừng kiện anh ta người lái xe kể lẫy than vang về cuộc sống gia đình lấy sự thương xót của chị chính nhưng chị ấy cứng rắn nhất quyết để chính anh đức quyết định mới được sau khi lấy vài thông tin và lời khai họ dẫn người lái xe về đồn tạm giam cho chị số điện thoại của anh ta để tiện thỏa thuận bồi thường họ cũng dặn chị là nếu có tranh cãi xích mít gì hoặc người kia từ chối thỏa thuận thì chị có thể lên trình báo với công an bất kỳ lúc nào những ngày sau đó chị chính chạy đôn chạy đáo vừa lo lắng công việc vừa chăm sóc cho anh đức vừa phải con cái vết thương của anh đức không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng ảnh hưởng lớn tới khả năng di chuyển và đi lại của anh anh mất 2 tháng để điều trị và hồi phục. Trong thời gian đó, công việc của anh cũng bị mất vào tay người khác. Người lái xe kia, chi trả 100% viện phí của anh Đức, cũng như bồi thường cho anh một khoản kha khá. Thấy được thành ý cũng như hoàn cảnh của người đó, anh Đức không truy cứu gì nữa. Anh cứ nghĩ rằng đó là cái kiếp nạn của anh phải trải qua. Không chuyện này thì cũng là chuyện khác. Thôi thì nó qua cứ để nó qua đi cũng trong thời gian đó vì dành quá nhiều thời gian để chăm sóc anh đức nên giữa chị chính và gã thành kia xảy ra mâu thuẫn anh ta ghen tuông không muốn chị qua lại với anh đức nữa nhưng chị từ chối đỉnh điểm là cả hai đã có một cuộc cãi vã ngay tại sân sau của bệnh viện gã thành nhất quyết không để chị tiếp tục chăm sóc cho anh đức chị thì lại không chấp nhận điều đó với chị hai người còn quá nhiều thứ ràng buộc ràng buộc lớn nhất là thằng minh cho nên dù thế nào đi nữa chị vẫn không thể bỏ mặt người đàn ông cô độc ấy một mình cuối cùng khi căng thẳng giữa họ chẳng tìm được hướng đi chung thì cách giải quyết tốt nhất là đường ai nấy đi họ chính thức chia tay dù cả hai đã ra mắt gia đình hai bên và đang tính chuyện xa hơn với nhau tính ra số chị chính cũng long đông lận đận thế nào ấy ông bà sâm có vài lần tới thăm đức cũng không thể chấp nhận yêu cầu có phần quá đáng của Thành được. Cho nên khi chị Chích nói cả hai dừng lại thì bố mẹ chị cũng không bất ngờ mấy. Họ chỉ tiếc. Tiếc cho chị. Thương cho cái số phận long đong lận đận của chị. Chẳng thể tìm được một bến bờ mới ấm êm, hạnh phúc. Họ cũng biết Thành chẳng phải người xấu, cũng không phải một người chẳng biết điều. Chỉ là giữa cả hai chưa đủ duyên để tới được với nhau quả thật hai chữ duyên phận là thứ gì đó khó nói khó hiểu và khó giải thích nhất trên đời những tưởng rằng sau cuộc hôn nhân tan vỡ kia chị chính sẽ phải ghét cay ghét đắng người đàn ông đang nằm ngủ ngon đành trước mắt mình nhưng cuối cùng chị lại vì anh ta mà đưa ra quyết định dừng lại với một người đàn ông khác chị chẳng thể ngờ chị chỉ cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn có lẽ đó không phải là một quyết định đúng nhưng là một quyết định sáng suốt. Chị bước ra bên ngoài, hít thở thật sâu bầu không khí ngập tràn mùi thuốc sát trùng. Chị khẽ cười, một nụ cười bớt giác nở trên môi. Chẳng biết vì lý do gì. Chỉ đơn giản rằng, bản thân chị lúc này thật sự cảm thấy ổn, đầu óc nhẹ dõm hơn bao giờ hết. Có lẽ kiếp trước, chị đã nợ người đàn ông tên Đức này rất nhiều. Nên là kiếp này, ông trời bắt chị phải trả lại cho anh ấy cũng nên ngày anh đức xuất viện ông bà sâm không tới được chỉ có mẹ con chị chính tới đón anh về chiếc xe máy nát bét của anh sau vụ tai nạn được người lái xe ô tô kia đổi thành một chiếc mới cùng với số tiền bồi thường kia anh đức nhận thấy cơ hội mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ để có đồng ra đồng vào anh cũng dễ dàng quản lý với cái chân không còn vững vàng như trước của mình thiên thời địa lợi lại được trời thương quán của anh ngày một đông khách anh cũng lấy giá hợp lý hơn mấy quán khác nên được tin tưởng một mình anh làm không xuể phải thuê thêm người làm cùng anh cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc đưa đón thằng con trai duy nhất của mình anh với vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ như hai người bạn tri kỷ hơn một năm sau chân anh cũng đã hồi phục hoàn toàn tuy rằng trái gió trở trời vẫn hơi đau nhất nhưng cũng gọi là vững vàng trở lại quan trọng hơn cuối cùng anh cũng đã tích cóp được đủ số tiền mà chị chính đã vay mượn để chuộc lại căn nhà mà bố mẹ để lại cho anh. Anh dành ra một ngày đóng cửa quán, qua bên nhà vợ cũ, hoàn thành trách nhiệm của mình. Sau bữa cơm, trước mặt ông bà Sam, anh lấy ra số tiền kia, trao lại cho chị chính. Cho... cho anh gửi lại số tiền mà em đã giúp anh chuộc lại căn nhà. Kìa anh, không phải em đã nói là việc chuộc lại căn nhà em phải có trách nhiệm mà em cũng đâu cần anh trả xét theo pháp luật số nợ kia phát sinh khi chúng ta còn là vợ chồng nên việc em trả nợ hoàn toàn là nghĩa vụ số tiền này em không thể nhận không được là do lúc ấy anh ham mê quá không biết kiềm chế độ đốn ra nên mới có số nợ ấy hơn nữa em đã chăm lo dọn dẹp và lo lắng cho thằng minh suốt mấy năm anh không có nhà em không nhận anh sẽ chẳng dám ngẩng cao đầu khi đối diện với em nữa Ai cũng có cái lý của mình Ai cũng muốn chịu thiệt một chút Có lẽ đó mới là chân lý Nếu ngày xưa Khi còn là vợ chồng Họ cũng nghĩ được như vậy Cũng có thể mỗi người lùi một bước Để nếu giữ hạnh phúc gia đình Thì có lẽ cuộc hôn nhân ấy Đã chẳng đổ vỡ Thằng Minh đã chẳng phải xa bố gần ấy năm Thay hai người cứ giằng co mãi Cuối cùng ông bà Sâm Đã đứng ra nhận số tiền đó Ông Sâm nói Thà thay mặt thằng Minh nhận số tiền này ngày mai sẽ đi làm một số tiết kiệm cho nó số tiền này cứ coi như là tiền hai đứa để dành cho thằng bé học hành rồi lấy vợ sinh con về sau này như thế có được không vậy vậy cũng được ạ à? hai người đồng thanh đáp sau khi suy nghĩ vài phút kể ra thì đó là cách dĩ họa vi quý nhất có thể rồi hai người họ đều sẽ cảm thấy thoải mái không chút áp lực còn lại để ra được một khoản gọi là để dành cho con cái. Cả nhà ngồi uống nước, nói chuyện vui vẻ, không để ý tới tiếng con vàng đang sủa theo một bóng người. Người đàn ông đó vừa đứng ngoài cổng, lặng nhìn vào bên trong, lắng nghe câu chuyện. Anh ta biết rằng bản thân đã đánh mất người phụ nữ ấy thật rồi. Thật đáng tiếc, anh không xấu, anh Thành à, chỉ là anh chưa tìm được cái duyên, cái nợ của mình mà thôi. Quý tín giả thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Chồng cũ ra tù của tác giả Nguyễn Đức. Sau khi lắng nghe truyện vừa rồi thì điều gì động lại trong quý vị, quý vị có thể để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là tác giả có thể được biết với quý vị nhé. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối.